Và ngay bây giờ đây, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trường cao đẳng FPT Bullying Tech Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp ngành dược kết hợp tọa đàm đào tạo dược ngành doanh nghiệp và việc làm lần 4.0 sẽ được phép bắt đầu. Tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, đồng hành của các anh chị và cũng hứa nỗ lực quyết tâm để làm sao đó gắn kết giữa doanh nghiệp và nhà trường nó như là một cái mối quan hệ hữu cơ khăng khít với nhau để chúng ta giúp các bạn sinh viên sẽ trưởng thành nhanh, sớm và nắm bắt được những kiến thức thực tế để bước vào môi trường làm việc. Các bạn sẽ trưởng thành, các bạn sẽ là những người đồng việc, là những người cộng tác cùng với các anh chị sẽ trong sự nghiệp phát triển doanh nghiệp, trong phát triển cơ quan của mình trong thời gian sắp tới. Xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các anh chị, tới các thầy cô và tới tất cả các bạn sinh viên. Cảm ơn. Trong Long Châu thì các bạn sẽ có cái khả năng hòa nhập và thuận tiện hơn nữa là có thể đi tham quan, đi thực tập và những cái dự án tốt nghiệp, những cái đề bài, những cái môn học nó sẽ gắn với thực tế, thì cái đấy là rất là thuận lợi khi mà có hai đơn vị trong cùng tập đoàn cùng một cái ngành liên quan đến dược và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.